Rồi, vấn đề kế tiếp là sao chép. Ví dụ như là thầy có cái hình này, thầy có cái hình này rồi. À, thầy có hình này rồi thì chúng ta lưu ý cái vấn đề sao chép này. Chúng ta có hai cách để sao chép. Cách thứ nhất, chúng ta ấn cái phím cộng trên bàn phím số. Bàn phím số là cái bàn phím mà nếu mà máy tính bàn á thì góc bên phải á, nó có cái xi số từ 1 tới số 9 á, cộng trừ nhân chia á, cái đó gọi là bàn phím số. Bàn phím số đó, thì ở đó nó có cái dấu cộng, ở đó có dấu cộng. Còn với laptop á, thì coi chừng nó trùng với lại cái phím bằng á, thì chúng ta phải nhấn shift kèm theo nha, thì lúc đó là nó mới là dấu cộng được. Ví dụ hình này thì muốn copy ra, thì bước 1 chọn cái hình này trước, sau đó thầy nhấn dấu cộng, thầy nhấn dấu cộng trên bàn phím số, rồi sau đó lôi ra ngoài, thì có nghĩa là nó thành một đối tượng nữa. Dấu cộng có nghĩa là nó sẽ nhân bảng tại chỗ, hai cái sẽ trùng lên nhau, vấn đề còn lại là mình lôi ra ngoài thôi đó nha. Nhấn dấu cộng lôi ra ngoài, nhấn dấu cộng lôi ra ngoài, cứ chọn nhấn dấu cộng lôi ra ngoài. Thao tác đó được gọi là copy hay gọi là sao chép. Rồi, thì đó chính là cái vấn đề này, dấu cộng và phím số. Vấn đề thứ hai đó là trái mouse thêm phải mouse rồi thả mouse, tức là con chuột á, chúng ta cái chuột trái chọn đối tượng mình kéo ra bên dù chuột trái mình lôi ra ngoài, sau đó mình nhấp chuột phải rồi mình thả chuột trái ra thì nó cũng là copy. Thao tác này thì hơi phức tạp một tí. Ví dụ cái này thì cầm chuột trái á, cầm chuột trái thì lôi ra ngoài ha, thì lôi ra ngoài nhưng mà vẫn giữ chuột trái nghe, không thả nghe, sau đó nhấp chuột phải rồi thả chuột trái ra liên tục thì nó sẽ copy. Nhấp chuột phải thả chuột trái, đầu tiên lôi ra ngoài, lôi ra ngoài chuột trái nè, sau đó nhấp chuột phải thả chuột trái, nhấp chuột phải thả chuột trái, nhấp chuột phải thả chuột trái, nhấp chuột phải thả trái. Đó, đó chính là copy. Copy. Rồi xin mời lúc mình tập copy như thầy trước đi nè.